Xin chào tất cả mọi người, mình là Quang Hùng Mastery. Sáng giờ mình chụp bao nhiêu bộ nhỉ? 1, 2, 3, 4 bộ. Và trong ekip ai cũng đổ mồ hôi đó, riêng Hùng không đổ mồ hôi. Vì sao? Vì sao? Tại vì sao? Tại vì sao ta? Thật ra thì cái chuyện đổ mồ hôi thì chỉ có Hùng đi tập gym mới đổ thôi. Còn ra ngoài nắng hay là như là đi ra ngoài nắng như này không bao giờ đổ, cũng không biết vì sao nữa. Chắc là do con người ít uống nước thì cũng không phải. Vì sao ta? Vì sao chị? Vì sao vậy? Không có một miếng mồ hôi luôn á. À mà có một cái là đi ra ngoài là hay bị đỏ, kiểu như là giống ví dụ đi ra ngoài nắng là sẽ bị đỏ, người sẽ hay bị đỏ ở những cái chỗ này hay chỗ này. Nói chung là cũng không biết vì sao không đổ mồ hôi đấy. Chắc là do cái tuyến mồ hôi nó không có được gọi là kích thích á. Đi đá bóng hay là tập gym mới đổ mồ hôi thôi. Không phải là tại vì để giữ cái sự visual của em hả? Đúng vậy. Đổ mồ hôi là sẽ trôi make up. Tại vì sao mình không kiềm nén những cái giọt mồ hôi cho người mình lại đi. Đó là một bí quyết. Ai muốn học bí quyết này hãy đăng ký ngay số điện thoại 0901. Từ sẽ biết. À mà bây giờ mình lộ số điện thoại cũng không được. Nói chung là ai muốn đăng ký khóa học hay đang muốn đăng ký khóa học thì hãy liên hệ qua Hùng Mastery nhé. Mình sẽ chỉ cho các bạn bí quyết không đổ mồ hôi. Anh có muốn học không ạ? Đây là photo này, nhìn mọi người nè, bất rợt luôn. Không còn một chỗ nào khô luôn á cả nhà yêu. Không thể tin được. Không có mồ hôi.